Kim Cang Giảng Ký Tập 163 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thông là không chướng ngại Chướng ngại loại trừ hết rồi Chúng ta nói Phiền não chướng sợ tri chướng Hoặc chướng nghiệp chướng báo chướng Chứng ngại không còn nữa Đạt là đạt được Chứng tỏ Họ đã khế nhập Đây thuộc về chứng ngộ Phần trước Ở trong cái chứng đắc đó Có sâu có cạn Ở trong câu này Chỉ có sâu không có cạn Đây thật sự là chứng nhập Nhất như chi chư pháp Nhất như chư Pháp Cùng chư Pháp nhất như Có gì khác nhau không? Chư Pháp Nhất như là nhìn thể Từ trên tướng Chư Pháp là tướng Nhất như là thể Tánh thể Nhất như chi chư Pháp là từ trên thể Sau đó nhìn hiện tướng Hóa ra xâm la dạng tượng Đều là từ nhất như biến hiện ra Một cái là từ tướng thấy tánh Một cái là từ tánh thấy tướng Điểm khác nhau là ở chỗ này Ở trong thuật ngữ Phật học dùng Pháp vô ngã Vô ngã Pháp Hai cái danh từ này để biểu đạt Cái ý nghĩa này Văn ở phía trước Ở đoạn 128 Các vị mở bản kinh ra Có thể nhìn thấy Đoạn 128 Phật thuyết nhất thiết Pháp vô ngã Chúng ta xem lại đoạn này Mấy câu nói đặc sắc nhất Mà Thế Tôn nói Nhân Phật dĩ chứng Vô ngã lý Cụ vô ngã trí Năng ư nhất thiết pháp trung Vô ngã Cố viết pháp vô ngã chúng ta xem đoạn này thế hội thật tỉ mỉ phật quả thật sự là hiếm có quả thật không dĩ dà dạ. ngài lại có thể ở trong tất cả pháp đều thông đạt vô ngã cũng là đều làm được vô ngã. Đây là nghĩa chân thật của các pháp. Tướng chân thật của các pháp. Tướng chân thật là vô ngã. phàm phu chúng ta nhị thừa bồ Chuyện tát quyền giáo pháp. ở trong tất cả pháp đều có cái ý nghĩ ngã này trái lại với chân tướng sự thật chân tướng sự thật chân tướng sự thật là vô ngã làm gì có cái ngã chứ Phật chứng được triệt để Chứng được cứu cánh viên mãn Nhìn thấy tướng Chân thật triệt để Nói ra cái sự thật này cho chúng ta Phía sau là chỗ quy kết ở đoạn 164. Ở phần sau. Đoạn 164 chúng ta chưa có giảng đến. Chúng ta đây là đoạn 131. Ở trong đoạn 164 nói: tri nhân thiết pháp vô ngã, đắc thành ư nhẫn." thì minh kỳ bất đảm ư nhất thiết pháp năng tri vô ngã thả an nhẫn ư vô ngã cố viết pháp vô ngã đây là chứng minh không những chân tướng sự thật họ hoàn toàn thông đạt sáng tỏ họ có thể an nhẫn An là nói cái tâm đó An trụ ở chỗ đó Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý Chấp nhận Tại vì sao họ đồng ý Chấp nhận gì Bởi vì chân tướng sự thật là như vậy Tất cả Pháp mà chư Phật như Lai nói là Vô ngã Hoàn toàn đồng ý Hoàn toàn khẳng định để... Tiếp nhận rồi Bản thân cũng quả thật là Khế nhập Cái cảnh giới này Thử xứ thì lệnh Thông đạt bản lai Vô ngã chi nhất thiết pháp Cố viết vô ngã pháp giả Do ngôn khứ phân biệt chi vọng tâm kiến bản vô phân biệt chi chân tánh nhĩ hai câu nói này giải thích rất hay đoạn này nói rõ với chúng ta ở trong danh tướng này một cái là pháp vô ngã một cái là vô ngã Pháp Khác biệt ở chỗ nào Nói tóm lại Ý của Phật là vì chúng ta lìa vọng tưởng Phân biệt Cái ý nghĩ này nhất định không được có chỉ có lìa vọng tưởng phân biệt Thì chân tướng mới có thể hiện bày Đây là chân tánh vốn vô phân biệt Chân tâm của chúng ta Ở trong bổn tánh của chúng ta Không có phân biệt Không có vọng tưởng Không có chấp trước Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước Đều là giả trong tâm thanh tịnh Không có những sự việc này Chúng ta học Phật Không có gì khác Chính là muốn minh tâm kiến tánh Chính là muốn khôi phục chân tâm của chúng ta Phật nói với chúng ta Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì chân tâm của bạn vĩnh viễn Không thể hiện tiện Nguyên nhân của không thể hiện tiền Chính là bị cái này chướng ngại kính đi Bạn cần phải đem chướng ngại loại bỏ hết Thì chân tâm của bạn mới có thể hiện tiền Tại vì sao Phật phải nhấn mạnh Khôi phục chân tâm như vậy Dụng ý của Ngài là ở chỗ nào đây là điều chúng ta không thể không hiểu rõ sau khi hiểu rõ rồi bạn mới hiểu được ý của phật bạn mới sẵn lòng tiếp nhận sự chỉ dạy của phật mục đích chúng ta học phật có phải là muốn cầu được trí huệ viên mãn hay không cái gọi là trí huệ viên mãn là vô sở bất tri vô sở bất năng. Chúng ta có phải muốn cầu điều này hay không? Có phải chúng ta muốn khôi phục đức năng viên mãn của chúng ta hay không? Ở trong tất cả pháp tự tại tùy mình. Mà Trí huệ đức năng viên mãn Phật nói cho chúng ta biết Là vốn dĩ đầy đủ Ở trong tự tánh chúng ta Không phải đến từ bên ngoài Quả thật là viên mãn Không gì không biết Không gì không thể Không phải là giả Là thật Chúng ta có thể nghĩ một cái Là trở về đời quá khứ Chúng ta cũng có thể đến đời vị lai Thật sự là có cái năng lực này Không những là cõi giới này phương cáp Theo niệm liền đến Năng lực của thần thông Vô lượng vô biên So với 72 phép của tu Ngộ Không Đó đích thực là phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ rồi Tôn Ngộ Không không thể sánh bằng Chúng ta là muốn khôi phục cái năng lực này Khôi phục trí huệ Phật nói với chúng ta Hãy loại trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì trí huệ đức năng của bạn liền khôi phục Bạn đem cái đạo lý này làm rõ ra Chân tướng sự thật hiểu rõ ra Bạn mới biết điều này quan trọng Chúng ta học một bộ kinh Kinh này tại vì sao khó như vậy Tại vì sao học khổ sở như vậy Chướng ngại chính là Ở vọng tưởng phân biệt chấp trước Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch rồi Không biết chữ Học kinh kim cang Cũng vừa tiếp xúc liền thông đạt ngay Đây thật sự có người như thế Triều đường trước đây Đại sư lục tổ quệ năm Chính là người như vậy Kinh Kim Cang sâu như vậy Người đọc còn chưa hiểu Ngài ở bên cạnh nghe xong mấy câu Thì Ngài đã hiểu rồi Nguyên nhân gì vậy Tâm Ngài thanh tịnh Ở trong tâm Ngài vọng tưởng phân biệt chấp trước Ít hơn người khác Ngài vừa nghe liền hiểu Chúng ta ngày nay Bất kể dụng công học khổ sở như thế nào Cũng làm không thông chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta quá nặng phật đến giảng cũng nghe không hiểu cũng không thể thể hội được ý nghĩa ở bên trong nguyên nhân đích thực là ở chỗ này có thể thấy tầm quan trọng của phá vọng tưởng chấp trước Giờ rồi mới nói qua Là ở trong đời sống Tất cả tùy duyên Độ nhật Không nên phan duyên Tùy duyên Là mọi thứ tùy thuận tự nhiên Đây là tùy duyên Phan duyên là gì Ta nhất định phải coi trọng Đó chính là phan duyên Ta phải mặc quần áo gì Ta phải ăn uống như thế nào Ta phải như thế nào Như thế nào đó ở trong đây Chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước Tùy duyên là tất cả hàng thuận chúng sanh Quyết định không có so đo Tùy duyên sống qua ngày Người xuất gia tùy duyên Hoàn toàn thuận theo sự cúng dường của người tại gia Cúng dường cái gì cũng tốt Đều không có phân biệt Vậy là rất tốt rồi Tùy duyên Không nên đi yêu cầu Người tại gia cũng phải biết tùy duyên Bất kể làm việc trong ngành nghề nào Tham gia vào công việc nào Đều tốt Buôn bán hôm nay kiếm được tiền Rất tốt Hôm nay bị thua lỗ cũng tốt Không có tâm được tâm mất có lời cũng cần chăm chỉ nỗ lực làm thua lỗ cũng chăm chỉ nỗ lực làm đây gọi là tùy duyên đây gọi là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước cuộc sống của bạn rất vui sướng được mất không liên quan như là tốt rồi cuộc sống dễ sống sống rất vui vẻ sống rất tự tại đây liền gọi là tu hành chân chánh ở trong tu hành thật sự đạt được công phu xem tiếp đoạn này dưới đây nhất thiết pháp giai vô ngã Tắt nhất thiết giai vô ngã pháp có thể thấy quan hệ giữa pháp vô ngã cùng với vô ngã pháp vô cùng mật thiết nếu như bạn không hiểu tất cả pháp vô ngã bạn sẽ không có cách gì đạt đến vô ngã pháp vô ngã pháp là công phu tất cả pháp vô ngã là tri kiến mà thực sự hiểu rõ thực sự sáng tỏ là giải Phía sau Vô ngã Pháp là hành Là công phu Cố tự trước Y trì bác Nhập thành khất thực Nảy chí Hoàng chí Bổn xứ Phu tòa Nhi tòa Giai sở dĩ Biểu thị Vô ngã chi Pháp giả Kinh Kim Cang vừa mở đầu Là phát khởi như vậy thế tôn mỗi ngày đều là sống như vậy không có người phát hiện ngày hôm nay được tu bồ đề phát hiện rồi đương nhiên những điều này đều là thị hiện tại sao tu bồ đề không phát hiện sớm hơn một ngày Tại vì sao không phát hiện trễ hơn một ngày Mà lại phát hiện ngay lúc này vậy Bởi vì vào lúc này Cơ duyên của đại chúng chính mùi rồi Cũng chính là nói Phật nói với mọi người Pháp vô ngã, vô ngã Pháp Mọi người có thể nghe vào được Có thể nghe hiểu Nghe xong có thể giác ngộ Vậy thì duyên chính mùi rồi Tu Bồ Đề cùng Thích Ca Mâu Ni Phật Là giống như biểu diễn sông hoàng vậy Người hỏi người đáp Hai người họ diễn kịch Để mọi người nhìn thấy Nghe thấy Khai ngộ Cho nên Phật Pháp Cũng là do nhân duyên sanh Là cũng nói nhân duyên Đây vừa nhắc đến mọi người Liền cảnh giác được Quả thật không sai Chúng ta cần phải học tập Lục độ dạng hạnh Là ở trong đời sống thường ngày Ở trong đời sống Nó thực ra Hiển thị ra Đương vô sở trụ Như sanh kỳ tâm Hiển thị ra Không thật không hư hiển thị ra Pháp vô ngã Vô ngã Pháp Phật thông đạt Tất cả Pháp vô ngã Cho nên bản thân Ngài Cũng thành tựu vô ngã Pháp Thử chánh chư Pháp nhất như Nhất thiết Pháp giai thị Phật Pháp đích khí tượng Khí tượng cũng là bầu không khí Quá thật là đã vào loại cảnh giới này Bất ly chúng sanh Cố viết thiện hộ niệm Hành bất ngôn chi giáo Cố viết thiện phó chúc Đây đều là lời do Tôn giả tu Bồ Đề nói ra Những điều nói ra Chính là việc mà Thích Ca Mâu Ni Phật Bình thường làm Phật không từ bỏ chúng sanh Không có lìa khỏi chúng sanh Tuy Cư trú ở đạo tràng Mỗi ngày Phải vào trong thành phố Để khất thực hằng ngày không liệt khỏi chúng sanh đây là khéo hộ niệm niệm chính là chúng ta ngày nay gọi là quan tâm phật quan tâm chúng sanh yêu thương chúng sanh không có lìa khỏi chúng sanh hộ là bảo hộ họ Dùng phương pháp gì vậy? Tự mình làm nên một tấm gương Tự mình làm nên hình ảnh tốt Cho tất cả chúng sanh thấy Bạn xem đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật Ăn mặc, chỗ ở, đi lại Tất cả đều tùy duyên Tâm địa thanh tịnh như vậy Đây là cho chúng ta xem Người phiền não nhẹ một chút có thể giác ngộ Tại vì sao ta phải so đo từng tí Tự tìm phiền não Đời sống sống khổ như vậy chứ Tuy giàu có Giàu còn sống khổ hơn Thích Cảm ơn Ni Phật Cái gì cũng không có Đời sống của Ngài sống tự tại đến như vậy Sống vui sướng như vậy Sẽ khiến chúng sanh suy nghĩ Về vấn đề này Vừa nghĩ thì họ liền giác ngộ rồi họ tự nhiên liền buông xuống phật không cần dùng ngôn giáo làm nên một tấm gương để cho bạn xem cái hộ này của ngài là hộ thật sự đây không phải là giả hành bất ngôn chi giáo không đói một câu nào giáo hóa tất cả chúng sanh làm gương cho bạn xem đây là người Trung Quốc chúng ta nói là thân giáo Ngôn giáo không bằng thân giáo Nhất định phải làm hình mẫu cho mọi người xem Nhược thiện năng thông đạt Hữu hà lao thế tôn khai khẩu Nếu giống như tu bồ đề thế này Cho nhìn liền hiểu rõ thì không cần Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Nói nhiều lời như vậy Nói mệt như vậy Thì không cần thiết Xem qua hành vi đời sống của Ngài Liền khai ngộ rồi Đây là điều chúng ta cần phải học tập Chúng ta cần học một đời sống của Phật cần học tâm thái làm gì của phật cần học cách đối nhân sự thế của phật người này đích thực gọi họ là học phật nói từ tranh sự phật bất luận ở phương diện nào ngài cũng đều làm viên mãn đều làm chu đáo hơn chúng ta chúng ta không bằng từ đời sống tinh thần mà nói chúng ta khác biệt so với phật là giống như trên trời và dưới đất vậy khác nhau một trời một vực tâm phật thanh tịnh biết bao tâm phật bình đẳng tâm phật từ bi chúng ta ba cái này đều không có tâm của chúng ta không thanh tịnh tâm của chúng ta không bình đẳng chúng ta không có từ bi không những không biết yêu thương người khác nói lại thành thật không yêu thương chính mình bạn yêu chính mình sao lại sinh phiền não chứ Một người hàng ngày sinh phiền não Đó là yêu thương chính mình sao Yêu thương chính mình thì không được phép Để mình sinh phiền, phiền não Yêu thương chính mình thì không được phép Để mình không vui vẻ Bạn không vui vẻ sinh phiền não Ngay cả bản thân còn không biết yêu thương Bạn còn nói yêu thương người khác sao chứ Phật Bồ Tát chân thật tự yêu thương mình Biết được yêu thương mình Yêu thương mình rồi Sau đó mới có thể yêu thương người khác Bạn hãy quan sát thật kỹ Ở trong Kinh Phật Bạn sẽ thể hội Ở trong đây thú vị vô cùng Pháp hỷ sung mãn Nhược nhị năng thông đạt tương cánh thuyết phương tiện Lệnh đắc thông đạt Đích thực gọi là người thường căn lợi trí Là thiểu số Như nhìn liền hiểu rõ Liền thông đạt ngay Suy cho cùng là thiểu số Đa số người căn tính bậc trung Cần phải nói rõ thêm Chúng ta mới có thể thông đạt Nếu không nói rõ Chúng ta không thể thấy ra con đường Giống như chúng ta đọc Kinh Kim Cang Khi mới học đọc Kinh Kim Cang không hiểu Kinh xưa nay những đại đức này vừa giảng giải Khi xem lại không sai là cái ý này Vì mới có thể hiểu rõ, mới có thể thông đạt Chúng ta là người căng tánh bậc trung Không phải là người thượng căng Thế Tôn không thể không hết lòng hết dạ Để gì chúng ta giảng giải Vì chúng ta thuyết minh 49 năm Khiến chúng ta cũng có thể thông đạt Tức Hạ Văn Khai Phật Tri Kiến thì Giả Đoàn Kinh văn dưới đây Muốn nói cái chủ đề này do thị ngôn chi vị khai phật tri kiến vô vi vô ngã chi diệu pháp khả danh các vị phải biết khai chính là khai thị vì chúng ta giảng giải thuyết minh thuyết minh điều gì vậy thuyết minh tri kiến của phật tri kiến của phật hay nói cách khác là tri kiến của người giác ngộ tri kiến của người giác ngộ chân thật chính là chỗ này gọi là thông đạt vô ngã pháp sáng tỏ pháp vô ngã thông đạt vô ngã pháp thì tư tưởng kiến giải của người này chính là phật tri phật kiến tuy nhiên pháp tức phi pháp nhược giao khai phật tri kiến nhi hữu nhất tri kiến tồn tiện hữu thành pháp chấp hậu thị ngã kiến khỉ phật tri phật kiến tài thử lý đương thâm trường tư chi đây là cái mắt xích khó khăn nhất của phật pháp Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người học Phật đi đến chỗ này là không thể đi được. Không có cách gì đột phá. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có năng lực đột phá hay không? Đoạn dưới đây khai Phật tri kiến. Nếu như ở trong tâm chúng ta thật sự Vẫn còn một cái ý nghĩ Khai Phật tri kiến Phật tri Phật kiến Thì xong rồi Cái đường này là không thông rồi Đây chính là Phần trước gọi là Tầng tầng tế nhập Mỗi một mắt xích đều phải đột phá đều phải khai mở làm sao đột phá vậy tất cả không chấp trước nhất định phải dùng như chẳng có việc gì như vậy mới có thể đột phá được hơi có một chút ý ở trong đó là không được đây là điều không thể không biết không thể không lưu ý nói thật ra nếu như chúng ta có cái ý nghĩ phải lưu ý phải biết thế thì hỏng rồi chỗ khó này là ở chỗ này đúng như cái gọi là chỉ có thể ý hội không thể ngôn truyền Ngôn truyền là gì? Sợ bạn rơi vào trong ngôn ngữ Khi rơi vào trong ngôn ngữ liền sai ngay Chúng sanh ư nhất thiết pháp Động sanh chướng ngại Bất năng thông đạt Nhân thiên chấp cố Đoạn này là nói bệnh của phàm Phu cũng chính là điều mà chúng ta vừa mới nói Đủ dạng, mắc xích Không có cách gì đột phá Nguyên nhân do đâu vậy? Để vừa động Liền sanh chướng ngại rồi Động là gì vậy? Ý nghĩ Cho nên ở sau cùng Bản Kinh Thế Tôn dạy tu Bồ Đề Vậy tu Bồ Đề Trên thực tế chính là vậy chúng ta Ngài dạy tu Bồ Đề Nên dùng thái độ như thế nào Để vì người diễn thuyết Dùng cách nói hiện nay gọi là Hoàng Pháp Lợi Sanh Thế Tôn ở trên kinh này Từ đầu đến cuối không biết đã nói bao nhiêu lần Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết dùng tâm thái như thế nào để thọ trì để đọc tụng để vì người diễn thuyết vậy phật đã nói một cái nguyên tắc bất thủ ưu tướng như như bất động bất thủ ưu tướng là bởi vì pháp vô ngã như như bất động là vô ngã pháp chẳng phải là hai câu này sao Chúng ta ở trong đời sống công việc Đối nhân sự thế Thế Pháp Phật Pháp Đều phải ghi nhớ Hai câu nói này Bất thủ ưu tướng Như như bất động Thế là trùng trùng cửa gác Đi qua một cách thuận bùm xuôi gió rồi Không có chướng ngại rồi bạn khởi tâm động niệm liền có chướng ngại ngay bạn không thể thông đạt không thể thông đạt nói lời thành thật không những không thể tiến bộ mà còn thoái bộ sao thoái bộ gì chấp trước càng chấp trước nghiêm trọng càng phân biệt hư vọng thì sẽ càng đi lùi về phía sau Là giống như đi thuyền ngược nước Không tiếng ác lùi Nhân tố của lùi chính là vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Bạn nói xem Cái này càng nghiêm trọng Thì sẽ lùi càng nhiều Nhân thiên chấp cố Thiên là thiên kiến Chấp là chấp trước Thiên kiến là vọng tưởng Hai cái chữ thiên chấp này chính là vọng tưởng chấp trước Bởi vì cái nguyên do này Thiên chấp tức thị ngã kiến Có ngã kiến đương nhiên là có ngã tướng Thế là bốn kiến, bốn tướng Thấy đều đầy đủ Vậy lại lùi về phạm phu rồi Bồ Tát liền lùi về phạm phu phiền phức là ở chỗ này sai là ở chỗ này chúng ta học phật mọi người hiện nay đều biết không phải đời này mới bắt đầu trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức các vị đều rất khá trong đời quá khứ đều đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Tại vì sao ngày nay vẫn rơi vào tình cảnh như thế này? Nguyên nhân do đâu vậy? Học qua kinh Kim Cang đều hiểu rõ rồi. Nguyên nhân chính là chấp trước bốn kiến bốn tướng. Không có cách gì Đem bốn tướng bốn kiến Xả sạch Hay nói cách khác Chưa có làm được Bất thủ ưu tướng như như bất động Hai câu nói này chưa làm được Nếu như làm được rồi Thì đã thành Phật Thành Bồ Tát từ lâu rồi Thủ tướng chính là chấp tướng Mắt thấy sắc Tai nghe tiếng động tâm cái này tôi ưa thích cái kia tôi chán ghét là dính rồi động tâm rồi khởi phiền não rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước ba thứ đều đầy đủ cho nên học phật cũng không được mọi người cộng tu với nhau thầy duy đa đánh sai pháp khí một chút cũng sanh phiền não mà nói có tệ hại hay không chứ Tại vì sao Thế họ sanh phiền não gì Dính tướng Vậy mới biết khó Tại vì Mình sao đời đời thân kiếp thân kiếp, thân kiếp thân Tạo tác đến thân cái thân tình cảnh này thân hiện nay Không thân có thành tựu Bệnh của chúng ta là ở chỗ này Cho nên bạn mới biết Hai câu khai thị ở phía sau là mấu chốt tu hành thành bại Trong đời này của chúng ta Thật sự có thể làm được Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Bên ngoài như Pháp cũng tốt Không như Pháp cũng tốt Đều không chấp trước Tâm dính diễn duy trì thanh tịnh Dính diễn duy trì sáng suốt Như vậy mới có thể đột phá Vẫn phải cần vô trụ sinh tâm Vô trụ sinh tâm này Vô trụ là mọi thứ đều buông xả được Vô trụ Sinh tâm cần sinh khởi tâm Chân thành Nhiệt tình giúp đỡ tất cả chúng sanh cái giúp đỡ này Phía trước giảng đến chỗ này Đã nói rất nhiều Cần làm nên tấm gương tốt Cho người ta xem Chính là giúp đỡ Không nhất định nói Anh có phiền phức gì cần tôi giúp đỡ hay không Không phải cái ý nghĩa này Chúng ta làm nên tấm gương tốt Chính là giúp đỡ Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Đắp y mang bát Vào đại thành xá dễ khất thực vậy Đó chính là giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh làm nên một cái hình mẫu Buông xả được đó Làm nên cái hình mẫu của tùy duyên Không nên làm thành cái hình ảnh của phan duyên Kim lệnh khai Phật viên kiến Viên là viên mãn Viên là viên dung Viên tắc bất chấp Hơi có một chút chấp trước là không viên Tri kiến là không viên Nói đến cái chỗ này Chúng ta ở nơi đây có mấy vị đồng học Muốn phát tâm tương lai học giảng kinh kinh muốn giảng ngay thì kiến giải phải viên muốn có thể đạt đến viên giải giáo hạ chúng ta thường nói là đại khai viên giải ở trong thiền tông nói là đại triệt đại ngộ đại khai viên giải Cùng với đại triệt đại ngộ là cùng một cảnh giới Phải làm thế nào mới có thể làm được vậy Vẫn là hai câu nói trên Kinh Kim Cang Bất thủ ư tướng như như bất động Những chú giải này của cổ đức Chúng ta có thể xem hay không vậy Có thể xem Phải xem như thế nào không thủ tướng của nó Cách xem là như vậy Cần như như bất động Bạn mới có thể thấy ra ý nghĩa Hay nói cách khác Cổ nhân chú giải cung cấp cho chúng ta Làm tham khảo Cái này thì được Không được phép chấp trước Chấp trước là sai rồi tại vì sao không được chấp trước vậy ngay cả phật cũng không có pháp cố định để nói không những không có pháp cố định để nói dứt khoát là không có pháp để nói bạn làm sao có thể chấp trước được chứ không được chấp trước không chấp trước là đúng rồi ta có thể nghe ta có thể xem ta tuyệt đối không chấp trước Tâm dính diễn là thanh tịnh Người này nghe rồi có thể sinh trí huệ Sẽ cai trí huệ Hơi có một chút phân biệt chấp trước Là đóng chết của ngộ của bạn rồi Bạn sẽ chuyển theo người khác Bị người ta xỏ mũi dắt đi Bạn không có trí huệ cái này quan trọng đương nhiên đây là việc vô cùng vô cùng khó chúng ta mới bắt đầu học nhất định phải đi theo người ta đây là từ xưa đến nay người sơ học không thể tránh khỏi vì sao vậy tự mình không biết đường đành phải đi theo người ta để đến khi mình biết đường không cần đi theo người khác nữa có thể đi ở phía trước dẫn dắt người khác khi không biết đường thì đi theo người ta không sai khi biết đường rồi dẫn đường dẫn đầu dẫn đầu người khác đi các vị từ trong cái thí dụ này hãy suy nghĩ cho thật kỹ cho nên tri kiến viên dùng tri kiến viên mãn vô cùng quan trọng viên là không có chấp trước chấp trước là không viên Khai Phật chánh tri, Chánh tắc bất thiên Thiên là không chánh Dục khai thông vô ngã chi trí huệ Đạt đáo vô ngã chi lý thể Tất tiên thông đạt kỳ tri kiến tỷ đắc kiến vô bất viên tri vô bất chánh cái này chính là giống như phật tri phật kiến chánh tri chánh kiến mà trong pháp hoa hoa nghiêm nói cái này rất quan trọng viên tri chánh tri trên kinh kim cang nói ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn này dùng cái tiêu chuẩn này để quan sát để đánh giá có phải là viên tri viên kiến hay không có phải chánh tri chánh kiến hay không sẽ không bị sai lầm Hay nói cách khác Phạm là sen tạp vào vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Thì cái tri kiến này Quyết định không viên Không chánh Liệt khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Tri kiến của họ chính là viên Chính là chánh phù hợp với nhất như không thật không hư mà trong kinh kim cang nói phù hợp với pháp vô ngã vô ngã pháp mà trên kinh đã nói cái tri kiến này mới là viên mới là chánh phía dưới nói vô ngã pháp diệt khả phân vi vô ngã vô pháp nhiên Vô luận nhân ngã Pháp ngã Tổng nhất ngã chấp Nhi Pháp ngã tế ư nhân ngã Cái này phải biết Không thể không biết Phật nói với chúng ta Hai loại vô ngã Pháp tướng tông Vừa nhập môn Nguyễn sách đầu tiên nhập môn Của Pháp tướng là Bách Pháp Minh Môn Luận Do Bồ Tát Thiên Thân viết Đây là sách giáo khoa Đầu tiên nhập môn Của tướng Tông Bách Pháp Minh Môn Là nói gì cái gì Bách Pháp là nói tất cả Pháp ở bên trong nó nói hai loại sự nhiệt một câu nói hai sự nhiệt tất cả pháp vô ngã tất cả pháp đem nó quy nạp thành một trăm pháp một trăm pháp tất cả pháp ở trong vô ngã nói hai loại nhân vô ngã pháp vô ngã ở trong tất cả pháp vô ngã có thể thấy pháp vô ngã ba cái chữ này một bộ bách pháp minh môn luận là giải thích cái danh từ này là giải thích câu nói pháp vô ngã này bất luận là nhân vô ngã pháp vô ngã nói tóm lại một câu chính là một cái ngã chấp nhưng mà chấp nhân ngã thô cái chấp trước này thô Chấp pháp ngã tế Vẫn là ngã chấp Phá nhân ngã xong Liền chứng quả A-la-hán Kiến tư phiền não đoạn rồi Chấp ngã phá rồi Chấp nhân ngã phá rồi Họ vẫn còn chấp pháp ngã chấp pháp ngã vẫn là chấp ngã. Nhưng mà cái chấp trước đó vi tế không giống cái thô nặng này ở phía trước. Chấp pháp ngã đến khi nào phá hết vậy? Phá hết liền thành Phật ngay. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá đó là chấp pháp, chấp pháp vi tế nhất. Ai chấp trước chấp pháp gì đương nhiên vẫn là ngã, không có ngã lấy ai chấp trước. Bạn mới biết Bồ Tát đẳng giác vẫn còn chấp ngã vô cùng vi tế. Sau khi cái đó đoạn sạch rồi, hoàn toàn làm đến vô ngã pháp, vô ngã pháp là cảnh giới ở trên quả địa của nhiên lai. Bồ Tát đẳng giác cũng không được Bồ Tát đẳng giác biết Pháp vô ngã Vẫn chưa có làm được vô ngã Pháp Nhất định đến thành Phật Trên quả vị như lai Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng cũng đoạn rồi Đó là đến vô ngã Pháp Hai loại chấp trước Chấp nhân ngã, chấp Pháp ngã Thấy đều đoạn sạch rồi Pháp ngã vô Nhân ngã tự vô Đây là đạo lý nhất định Chấp nhân ngã đoạn rồi Chấp pháp ngã vẫn còn Chấp pháp ngã đoạn rồi Thì chấp nhân ngã nhất định đoạn rồi Đây là sự khác biệt của thô tế Cố bất tất cục Phân nhị sự thuyết chi ở trong Pháp Tướng Tông Đem nó chia thành hai sự việc Nói rất kỹ càng Tánh Tông cũng không có rườm rà như vậy Nó nói là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Cho nên luôn luôn ở trong một câu nói Thấy đều đem cái ý này bao hàm Rất viên mãn Đây là nghĩa thú Thuyết pháp khác nhau giữa tánh tông với tướng tông căn tánh của người trung quốc ưa thích đơn giản không thích phiền phức cho nên đối với tánh tông người trung quốc là đặc biệt yêu thích thiền có thể phổ biến ở trung quốc như vậy thù thắng như vậy là có đạo lý của nó vô cùng thích hợp với sự ưa thích của người trung quốc pháp tướng tông cũng không dễ dàng đại sư quyền trang rất vất vả đem nó truyền đến trung quốc đến hiện nay người yêu thích đối với pháp tướng tương đối ít vì sao vậy quá phiền phức nói quá tỉ mỉ quá rườm rà trái lại khiến người ta không thật dễ dàng tiếp nhận đặc biệt là cái thời đại này hiện nay mọi người làm việc rất bận đời sống căng thẳng tranh thủ từng giây từng phút đâu có thời gian để phân tích những pháp tướng phức tạp dùng vặt này cho nên pháp tướng ở cái thế giới hiện đại này muốn phổ biến có nhân tố khó khăn của nó những điều này chúng ta đều phải hiểu rõ bản thân tu học đi theo phương hướng nào khuyên bảo tất cả chúng sanh nên biết lựa chọn loại pháp môn nào pháp môn đơn giản nhất dễ dàng nhất không gì bằng niệm phật đạo lý hiểu cũng được không hiểu cũng được không có quan hệ chỉ cần thành thật niệm Đều có thể thành công Đây là điều mọi người quan nghênh nhất Người căng tánh bậc trung nói Bảo tôi thành thật niệm Tôi thành thật không được Tôi không hiểu rõ đạo lý Vì sao phải niệm như vậy chứ Vậy liền giảng giải kinh điển tịnh tông Cho họ là được rồi Đem thế giới Tây Phương Giới thiệu thường tận Họ biết rồi Hiểu rõ rồi sinh ra tính tâm sinh ra tâm nguyện sinh ra tâm hướng về phật hiệu của họ liền đắc lực quả thật có thể không còn bận tâm với cái thế giới này nữa đều có thể buông xả rồi họ liền quyết định được sanh đây là sự thù thắng vô song ở trong tất cả toàn bộ pháp môn chính là nó đơn giản dễ dàng thẳng tắc vững chắc cho nên kinh kim cang cư sĩ gian dị nông cả đời nghiên cứu kinh kim cang giảng giải kinh kim cang chú thích kinh kim cang khuyên người thành thật niệm phật cầu sanh tịnh độ đây là không uổng công nếu như không sanh tịnh độ nương theo lý luận phương pháp của kinh kim, kim Cang mà tu hành rất khó thành tựu tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng tây cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật